bản kết hình lúng gỗ cho bé. Đây là loại đồ chơi cho trẻ em với các loại khác nhau, đồ vật, con vật, chữ cái, hình ảnh. Các bé có thể chơi với các bản ghép hình bằng lúng gỗ này. Chỉ cần dùng lúng và ghép vào đúng các vị trí có hình ảnh. Nào hãy cùng thử bộ trò chơi bản ghép hình lúng gỗ này nhé. Nào hãy cùng thử chơi bộ ghép hình bằng lúng gỗ này nhé.